Ngày 18 tháng 9, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức thành công đêm nhạc hội Thăng Long Express Welcome Fest để chào đón tân sinh viên khóa mới K37. Sự kiện được coi như là một lời chào mới đầy hứng khởi để dành cho các bạn tân sinh viên trước khi bắt đầu một năm học mới. Lấy cảm hứng từ cuộc phiêu lưu khám phá thế giới kỳ ảo của bộ tiểu thuyết Harry Potter, bữa tiệc âm nhạc Welcome Fest là sự kiện cuối cùng nằm trong chuỗi sự kiện Thăng Long Express chào đón tân sinh viên K37 của Trường Đại học Thăng Long. Trước đó, ngày hội Club Day, Shorting Ceremony, cuộc thi trí tuệ Thăng Long Chamber of Secrets và sự kiện gây quỹ Miracle Station chung tay vượt bão đã đem lại những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho tân sinh viên Thăng Long ngay trong những ngày đầu đi học. Để chương trình có thể diễn ra một cách thành công nhất thì mọi khâu chuẩn bị của bọn em đều được thực hiện một cách vô cùng chuyên nghiệp và kỹ lưỡng. Đoàn thanh niên, hội sinh viên trường cùng với nhà trường đã bắt tay vào lên ý tưởng và chuẩn bị từ đầu tháng 6. Thì sự kiện năm nay của chúng em lịch trình có bị ảnh hưởng một phần bởi cơn bão số 3 vừa qua nhưng cũng không thể làm giảm được độ nhiệt huyết của ban tổ chức cũng là như là các bạn sinh viên tham gia vào đêm nhạc hội năm nay. Em đang rất là háo hức khi được tham gia sự kiện chào tân của Trường Đại học Thăng Long ngày hôm nay. Trước đó thì em đã có xem thông báo ở fanpage trường và nhưng mà khi đến đây thì em đã thực sự phải gọi là wow vì cái sự đầu tư cũng như là tính chuyên nghiệp của sân khấu chào tân năm nay của trường. Bữa tiệc âm nhạc đa giác quan của Thăng Long Express là sự sắp xếp hài hòa của âm thanh, ánh sáng, màu sắc với hàng loạt tiết mục biểu diễn vô cùng ấn tượng do chính các bạn sinh viên của Trường Đại học Thăng Long biên đạo và biểu diễn. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự xuất hiện của ba nghệ sĩ khách mời đặc biệt, đó là anh trai Say Hi Quân AP, phù thủy tạo hit Lily và nàng thơ Ngô Lan Hương làm bùng nổ sân khấu với những bản hit mới nhất. Thực sự thì cảm xúc của Hương đang thấy rất là vui và hồi hộp, bồi hồi nữa. Bởi vì là nhìn các bạn sinh viên với những cái năng lượng trẻ trung như vậy, mình cảm thấy rất là dạo dực, nhớ lại về cái thời sinh viên của mình. Thì Hương mong rằng là các bạn sinh viên khi mà đã có cho mình được những cái thành công đầu tiên, đấy là có được số điểm thật là tốt để bước chân vào Trường Đại học Thăng Long. Bên cạnh đó, Trường Đại học Thăng Long cũng tiến hành tổng kết sự kiện gây quỹ Miracle Station chung tay vượt bão với số tiền gần 330 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Yagi. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai. Thưa quý vị, vào sáng ngày 19 tháng 9, tại Bức Phủ Điêu, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đã tổ chức dâng hoa kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, 19 tháng 9 1954, 19 tháng 9 2024. Ngày này cách đây 70 năm, sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 19 tháng 9 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng và thắp hương tri ân công đức tổ tiên. Tại đây, Bác đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Người căn dặn, các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Trong công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển đất nước, tỉnh Phú Thọ không ngừng gìn giữ, bảo tồn, phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc trên quê hương đất tổ, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và củng cố quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân, khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Bác, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển giàu mạnh, góp phần gìn giữ giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã dày công gây dựng. Vào tối ngày 18 tháng 9, tại Đền Kiếp Bạc, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương, đã tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 724 năm ngày mất anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024. Trong không khí linh thiêng, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý 1030, Hưng Đạo Đại Vương đã quy tiên tại phủ đệ Vạn Kiếp. Triều đình đã tiến phong Hưng Đạo Đại Vương làm Thái sư Thượng phụ Thượng Quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.
nhân dân Đại Việt đã suy tôn người làm Đức Thánh Trần Cửu Thiên Vũ Đế và lập đền thờ ngay trên nền Vương Phủ, gọi là đền Kiếp Bạc, để tưởng nhớ công ơn của Hưng Đạo Đại Vương đối với non sông đất nước. Cũng tại đây, tỉnh Hải Dương đã tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm 2024. Đây là dịp để Hải Dương và các địa phương giới thiệu những hình ảnh, điểm đến, sản phẩm du lịch đặc thù, quảng bá đặc sản văn hóa, di tích, lễ hội ẩm thực, mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024. Thưa quý vị, cùng ngày, Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương đã tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống năm 2024, nhân kỷ niệm 724 năm ngày mất của Đức Thánh Trần. Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương là sự kiện thường niên được tổ chức vào dịp tưởng niệm ngày mất của Đức Thánh Trần, Đức Thánh Cha trong tiềm thức của nhân dân, tháng 8 Dỗ Cha. Đây còn là hoạt động có ý nghĩa tâm linh truyền thống, nhắc nhở các thế hệ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ ân đức của quốc công Tiết Chế, nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là sự kiện văn hóa có ý nghĩa to lớn, là niềm vinh dự tự hào của chính quyền nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trong lễ hội truyền thống Đền Trần Thương năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương đã tổ chức nhiều hoạt động như thực hành nghi lễ hát chầu văn với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, thanh đồng đạo quan ở nhiều vùng miền trong cả nước, đêm hội Trần Thương, thi nấu cỗ cúng thánh, giải cờ tướng, kéo co và các trò chơi dân gian. Với giá trị lịch sử, những nét đặc trưng riêng, Đền Trần Thương trở thành điểm đến tâm linh đối với nhân dân và du khách thập phương ở trong và ngoài nước. Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức năm du lịch quốc gia 2025. Sự kiện là cơ hội tốt để tỉnh Thừa Thiên Huế dần khẳng định vị trí của địa phương trên bản đồ du lịch Việt Nam nói riêng và bản đồ du lịch thế giới nói chung. Mảnh đất cố đô Huế nổi bật với nhiều di sản văn hóa thế giới. Nhắc đến Huế, du khách thường nhớ tới không gian cổ kính, hội tụ nhiều giá trị truyền thống và lịch sử hình thành lâu đời. Việc đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2025 cũng đặt ra cho tỉnh Thừa Thiên Huế mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc hơn nữa, bổ sung nhiều không gian trải nghiệm cho du khách, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và thu hút các dòng khách du lịch đến Huế. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng cho dấu mốc lịch sử của địa phương. Theo kế hoạch, có khoảng 62 hoạt động tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức, nhiều hoạt động đáng chú ý như công bố Festival Huế 2025, chương trình nghệ thuật tái hiện lễ ban sóc triều Nguyễn theo hình thức sân khấu hóa, đón Tết Hoàng Cung, ngày hội Sen Huế 2025, chương trình nghệ thuật áo dài Huế. Tới đây, lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11 với chủ đề Giao lộ sáng tạo, bao gồm các hoạt động sáng tạo tại các không gian di sản văn hóa, các làng nghề truyền thống trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Với chủ đề giao lộ sáng tạo, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm các mô hình không gian sáng tạo với điểm trung tâm là quảng trường Cách mạng tháng 8 cùng hai trục Bắc Nam và Đông Tây, gồm các công trình kiến trúc như Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Nhà hát lớn, Đại học Tổng hợp, các vườn hoa trên các tuyến phố Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt và các địa điểm cộng hưởng sáng tạo. Ngoài ra, lễ hội còn có các chương trình nghệ thuật biểu diễn, các hội thảo, tọa đàm quốc tế trong lĩnh vực sáng tạo, thúc đẩy sáng tạo và tọa đàm trong lĩnh vực nghệ thuật, xuất bản, mỹ thuật và kiến trúc. Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao cộng đồng, giới thiệu ẩm thực truyền thống kết hợp trong các không gian sáng tạo. Thưa quý vị, mới đây chuyện ngắn Những biển trong tập Cố định một đám mây của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã được trao giải văn học Đông Nam Á xuất sắc nhất tại giải văn học Điền Trì năm 2024. Tập truyện gồm 10 truyện ngắn được phát hành vào năm 2018. Giải thưởng gồm có huy chương, số tiền thưởng 8.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 28 triệu đồng. Lễ trao giải được tổ chức tại thành phố Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư gửi lời cảm ơn tạp chí Văn học Điền Trì. Các dịch giả đã làm việc trên một bản văn dày đặc thổ ngữ Nam Bộ để đưa chùm truyện ngắn đến với bạn đọc Trung Quốc và giúp khẳng định niềm tin của nữ tác giả rằng văn chương nghệ thuật vốn không có biên giới. Trước đó, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là nữ nhà văn Việt Nam đầu tiên thắng giải Liberator Prize 2018 do Hiệp hội Quảng bá Văn học Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latin ở Frankfurt, Đức, bình chọn với tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận.
Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Văn hóa Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.